Khi bạn tìm kiếm những cái thông tin ở trên Google, bạn sẽ được đưa ra rất nhiều các nội dung khác nhau. Đặc biệt trong số đó là những trang website có liên quan tới những cái vấn đề mà bạn đang tìm hiểu. Vậy đâu là những nguyên tắc để đánh giá cái chất lượng mà tìm kiếm trên những trang website tốt? Mời các bạn cùng xem video clip. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing. Và ở video clip này, Tân sẽ đi tới các nguyên tắc giúp cho bạn có thể đánh giá được chất lượng tìm kiếm khi các bạn tìm kiếm những trang website trên Google. Và những nguyên tắc đó là gì? Thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính của video này. Đầu tiên, đó chính là X. X là một cái thuật ngữ rất quen thuộc ở trong SEO. Sẽ có những cái nội dung liên quan tới chủ đề SEO, giải mã những cái thuật ngữ SEO, những cái mà cấu trúc kỹ thuật liên quan tới SEO trong tương lai mà Tân sẽ làm dành cho các bạn. Thì nói lại về X thì X đó chính là viết tắt của những cái yếu tố liên quan tới là mức độ chuyên môn cao, tính thẩm quyền và cái độ tin cậy. Thì cái trang website phải có được ba cái yếu tố này ha, mức độ chuyên môn cao, tính thẩm quyền và độ tin cậy, thì nó sẽ đạt được cái nguyên tắc đầu tiên trong đánh giá chất lượng tìm kiếm. Cái thứ hai là main content. Main content này có nghĩa là gì? Main content có nghĩa là cái chất lượng cao ở bên trong cái nội dung chính của bài viết. Nó bao gồm là cái tiêu đề, cái mô tả và cái nội dung phải thật sự hữu ích. Cái thứ ba đó là thỏa mãn thông tin. Thì với là cái nội dung trang web hoặc là cái thông tin về người chịu trách nhiệm của cái trang web mà bạn tìm kiếm, thì nếu trang dành cho cái việc mà mua sắm hoặc là bao gồm các cái giao dịch tài chính, thì trang đó phải có thông tin về cái dịch vụ khách hàng, đáp ứng những cái nhu cầu về văn phòng, về số điện thoại, về những cái yếu tố để có thể check in được nội dung của cái đơn vị mà trực thuộc hoặc là cái người pháp lý đại diện những cái vấn đề đó. Thứ tư đó chính là sự tích cực, có nghĩa là cái trang web phải là uy tín cho một cái nội dung được chịu trách nhiệm ở trên cái trang web đó. Danh tiếng của cái sự mà tích cực của người tạo ra nội dung chính hoặc là nếu khác với là cái nội dung của trang web, thì điều này nói một cách nôm na có nghĩa là việc mà cái trang web nó phải có những cái yếu tố mang lại cái sự tích cực cho cái người mà đón nhận nó. Nó sẽ liên quan tới những cái nội dung chính mà được viết trên cái trang web này. Nó liên quan tới là những cái yếu tố để giúp cho trang web này nó có được cái niềm tin và cái sự mà tin tưởng từ phía độc giả. Nó sẽ có những cái cơ sở về cái việc nó sẽ chịu trách nhiệm cho cái phần nội dung nó mang tới cho độc giả là gì và như thế nào. Thì tất cả những điều này nó sẽ góp phần cho cái việc mà đánh giá cái nội dung, chất lượng tìm kiếm trong website trên Google nó được tốt hơn và nó mang lại nhiều cái kết quả khả quan hơn cho các bạn. Thì trên đây là những nguyên tắc đánh giá chất lượng tìm kiếm mà Tân vừa chia sẻ cho các bạn. Hãy giúp Tân bấm subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ tinh thần cho Tân tiếp tục ra những video mới hướng dẫn cho các bạn về marketing online. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video khác.